Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Ambo của mình. Thì chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và phước lành. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn tắt cái chức năng là báo tin nhắn của Zalo các bạn. Thì ở đây là mình muốn cho biết các bạn là giúp đỡ các bạn là trong cái việc là tắt tin nhắn của nhóm các bạn. Đó, cho các bạn thấy nè. Ví dụ mà khi các bạn đăng nhập vào hàng chục nhóm nha. Đó thì các bạn á, mỗi ngày á, mỗi giây mỗi phút á, các bạn thấy nó sẽ ra những cái tin nhắn như thế này các bạn đó. Mà các bạn thấy mình kéo không? Đó, nó cứ nhảy như vậy á. Mà thậm chí nó còn có cái chuông báo nữa các bạn. Thì nó rất là nhức đầu các bạn. Mà chịu cũng không nổi luôn. Mà đặc biệt là những cái nhóm mà có những admin mà hay sử dụng cái chữ A móc các bạn, rồi xong rồi chữ on các bạn, A N L L đó, thì nó sẽ lập tức nó còn nhức đầu nữa. Có nghĩa là tất cả các thành viên, dù mình có tắt chuông báo gì nữa thì cũng không có cách nào mà nó bỏ qua được cái tin nhắn đó các bạn. Chẳng hạn ví dụ họ hay sử dụng cái chữ A móc các bạn. Đây nè, cái chữ này nè, A móc nè, rồi nó ra chữ A nè. Đó, on cái này nè các bạn. Đó, cái chữ này nó làm cho mình nó làm cho mình rất là đau đầu các bạn. Mà nếu mà các bạn là thành viên của nhóm đó mà mỗi ngày mà chỉ cần có 5 admin của cái nhóm đó mà cứ 5 phút on một lần thì các bạn chịu nổi không? Rất là nhức đầu nha các bạn. Mà nếu các bạn có mấy chục nhóm thì làm thế nào đây? Đó. Nhưng mình ở đây mình mở các bạn thấy không, nó ra liên tục như thế này thì sao mà chịu nổi các bạn. Mỗi ngày mà nó bị tin nhắn của Zalo mà tra tấn như thế này thì các bạn bán hàng cũng không có được, mà các bạn làm việc khác cũng không có được, trừ khi các bạn ra xa cái điện thoại thôi. Chứ làm sao mà trừ được cái chữ on nó được, có nghĩa là cái chữ on nó không có khó mà ấy được, khó mà tắt được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tắt. Thì đương nhiên cái này nó có sẵn trong Zalo thôi các bạn, nếu mà các bạn biết rồi thì thôi, còn nếu các bạn chưa biết thì mình hãy áp dụng cách này và tắt một cái, một là triệt để luôn nha các bạn. Tắt một cái là tất cả các nhóm mà các bạn có nó cũng là triệt để luôn ha. Thì rất là đơn giản các bạn, nhưng mà tin nhắn thì vẫn nhắn nha, vẫn nhận nha. Các bạn nhận tin nhắn bình thường, nhưng mà các bạn có thể rảnh thì các bạn vào coi, mà nó không phải là báo như thế này đó. Thì cái cấp độ đầu tiên á, để mình nói về những cái thành viên tham gia nhóm chứ không nói về admin nha. Thì các thành viên nhóm, chẳng hạn nếu là bạn là thành viên của bất kỳ một cái nhóm nào đó, thì các bạn hãy mình nói là cái này là thành viên của nhóm nha, chứ không nói admin nha các bạn, hoặc là admin cũng được. Thì các bạn đi vào ba gạch này nè. Đó, các bạn đi vào ba gạch này nha. Rồi sau đó nếu mà các bạn muốn tắt một nhóm bất kỳ thì các bạn sử dụng cái chức năng là tắt thông báo đây, hay là tắt cho một nhóm nha. Đó, rồi các bạn chọn là cho đến khi mở lại. Đây các bạn chọn trong này nè. Rồi, đây. Rồi các bạn chọn là xin lỗi, khó quá. Đây, bạn chọn thông báo, sau đó các bạn chọn là nó mất. Cái dòng là cho đến khi mở lại nè các bạn, cái dòng thứ hai á, từ dưới điểm lên á, cho đến khi mở lại. Thì cái đó là chỉ tắt, là tắt nó không báo ấy thôi, nhưng mà khi sử dụng chữ on đó các bạn thì nó không có hết được, nó vẫn bung cái khung này ra. Đó. Nó vẫn bung cái khung này ra các bạn. Nó vẫn bung cái khung này ra các bạn. Nó rất là phiền. Thì á, các bạn á, mà muốn tắt dứt điểm cho một nhóm, đúng không? Các bạn muốn tắt dứt điểm cho một nhóm thì các bạn một là sử dụng chức năng này, nó ra cái dấu gạch để bật thông báo. Còn nếu không á, các bạn tắt triệt để của nhóm này luôn bằng cách các bạn cũng vô đây, nhưng các bạn chọn cài đặt khác cho mình. Sau đó các bạn thấy cái chỗ báo tin nhắn mới không? Đây là cái dòng này các bạn. Đó, các bạn kéo qua luôn. Rồi cho bạn, các bạn chọn là cho đến khi mở lại luôn. Thì lập tức nè, các bạn để ý nè, ở đây có dòng báo là báo tin nhắn nhắc tên A móc A còng, tin nhắn nhắc đến tôi và mọi người là A còng on này không có tác dụng nữa đối với cái nhóm này thôi các bạn. Đó,
Thì giả sử như bạn có hàng trăm nhóm thế này thì bạn bật tắt hàng trăm nhóm lần hay sao? Như vậy thì rất là cực khổ à, các bạn. Nó rất là cực, các bạn không có làm như vậy được. Nếu mà các bạn tắt 100 nhóm cùng một lúc á thì làm thế nào đây? Cái đó là cái hiệu quả nhất và cần làm nhất à, chứ không phải là các bạn mỗi ngày các bạn mở hàng trăm nhóm các bạn bật tắt như thế này thì rất là chịu không nổi. Cái này là mình chỉ cho từng nhóm một, để nếu như các bạn muốn tắt nhóm nào thì các bạn tắt nhóm đó. Còn các bạn muốn tắt muốn mở nhóm nào lên thì mở nhóm đó, tùy các bạn. Còn bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cái cách thứ hai là tắt tất cả các nhóm luôn. Nó không còn cái thông báo nào hết, nhưng mà nó vẫn nhận tin nhắn bình thường. Còn các bạn muốn xem như thế nào á thì các bạn mở lên và mở lên cái nhóm đó mà xem, tin nhắn thì vẫn nhận bình thường. Có điều nó không có thông báo cho các bạn thôi ha. Rồi thì bằng cách các bạn quay trở lại, các bạn quay trở lại luôn. Sau đó các bạn quay hết lại, bạn quay trở lại như thế này nè. Đó, ví dụ mình ở đây có rất là nhiều nhóm ha. Mở Zalo rồi các bạn. Mở Zalo lên. Đó. Thì các bạn nghĩ ở đây mình có rất là nhiều nhóm thế này, thì nếu mình tắt từng nhóm vậy thì làm thế nào đây? Nó rất là cực đúng không? À, và thậm chí có những admin á, là chịu cũng không nổi nữa. Có những admin chịu không nổi đó các bạn. Tức là chịu cái tin nhắn này không có nổi, cho nên là cuối cùng khóa cái nhắn, là cái nhóm rải link mà cái nhóm cũng đi khóa luôn, là một cái sai lầm to. Đây là mình cho các bạn xem nè. Cái nhóm rải link mà đi khóa ra luôn các bạn. Tức là hồi người ta chịu không nổi cái thông báo này, cho nên là cứ khóa luôn cái nhóm luôn. Các bạn để ý đây, người ta khóa luôn cái chức năng gọi là trưởng nhóm này. Chỉ có trưởng nhóm, phó nhóm mới được gửi tin nhắn vào nhóm. Có nghĩa là người ta chịu không nổi cái thông báo này. Khi mà gửi tin nhắn vào, nó cứ báo là tôi tăng, có nghĩa là cái tin nhắn của cái Zalo nó báo như vậy. Cứ hàng trăm thành viên mà spam link thì nó gửi như vậy thì chịu không có nổi các bạn. Cho nên là người ta khóa là luôn à, nhóm rải link mà cũng khóa luôn đó. Chỉ để mỗi cái admin hoặc là trưởng nhóm, phó nhóm mà up link thôi. Là cái đó là, nhưng mà các bạn làm như vậy á, ở đây mà đang nói cái admin nha, các admin nhóm mà làm như vậy á thì sẽ mất cái số người mà đăng ký và tham gia vào cái nhóm của các bạn. Bởi vì họ không rải link được thì họ vô làm gì? Họ đâu có cần nhận tin nhắn của các bạn đâu. Thật sự là như vậy. Rất là hiếm người họ cần nhận xem cái thông báo của các bạn, xem làm gì. Trong khi nhớ là nhóm rải link, tức là có những người họ sẽ cần, họ sẽ xem thôi các bạn. Họ cần, ví dụ họ đăng ký một cái app nào đó thì họ xem và đăng ký thôi. Chứ còn những người đi rải link thì họ đâu có cần thiết xem cái thông báo hay là cái rải link của cái admin đâu. Cho nên là cái chuyện mà các bạn khóa lại đó là sai lầm. Mà hay không có làm như vậy được. Mà các bạn hãy sử dụng chức năng là tắt tin nhắn. Tắt tất cả một cái là tắt hết tất cả tin nhắn. Và cái chức năng chỉ phó trưởng nhóm và được gửi tin nhắn vào nhóm là cái này á. Chức năng này á là chỉ để dùng cho những người mà người ta tạo cái nhóm, nhưng mà người ta để thông báo thôi các bạn. Chứ không ai làm cái nhóm rải link mà đi khóa như thế này đâu. Đó, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để các bạn khóa cái tất cả cái nhóm lại nha, mà không còn báo luôn. Rồi các bạn hãy đi vào đây. À, các bạn thấy cuối cùng cái bốn cái ô vuông không? Các bạn bấm vào đây. Đó. Sau đó các bạn bấm vào cái bánh răng nè. Cái bánh răng nè các bạn. Đó, cái bánh răng đó. Rồi các bạn bấm vào cái bánh răng. Rồi các bạn chọn giùm mình cái chữ thông báo nè. Đó. Bấm vào thông báo. Sau đó nè, các bạn thấy nè. Báo tin nhắn mới nè các bạn. Đây nè các bạn, dòng này nè. Đây. Đó thì tùy các bạn, báo tin nhắn mới đó, các bạn kéo qua. Bạn tắt cho 24 giờ. Rồi, một cái. Rồi sau đó các bạn thấy chữ nhóm không? Nhóm nè. Báo tin nhắn mới từ nhóm. Đó, các bạn hãy bấm vào đây. Đó, báo tin nhắn mới từ nhóm. Đó, xem trước tin nhắn, các bạn kéo qua cho mình. Đây nè, hai cái dòng này nè. Các bạn kéo qua dòng đầu cho mình. Rồi, tắt trong 24 giờ. Đó, các bạn thấy nó im lìm không? Kéo một cái kịch qua cái là im lìm ngay. Không có nhúc nhích một cái gì hết á. Rồi, im lìm hết. Các bạn thấy không? Một đống nè. Đó, nó báo tin nhắn cho mình nè.
Các bạn thấy ghê không? Rồi các bạn bấm xóa tất cả nè. Bấm xóa tất cả một cái, không còn báo gì nữa hết. Rồi, nó sẽ hiện cái dòng này lên các bạn. Thông báo Zalo đang tắt. Bạn sẽ lỡ mất tin nhắn và cuộc gọi quan trọng thì bấm mở lại. Các bạn bấm mở lại thì nó sẽ trở lại ban đầu. Các bạn tắt vô ban đầu nó sẽ mất nha các bạn. Đó, nó luôn luôn hiện cái dòng mở lại, cho nên các bạn yên tâm, các bạn khỏi lo. Hoặc là các bạn muốn mở lại thì các bạn lại vào giống như nãy, 4 ô vuông, các bạn chọn vào cái cài đặt, sau đó các bạn bấm vào thông báo, sau đó các bạn bấm nhóm, báo tin nhắn từ nhóm, các bạn kéo này qua nha, kéo này qua cho nó màu xanh là được nha các bạn. Nó chỉ như vậy thôi. Cho nên là các trưởng nhóm hay là các admin của nhóm Zalo xin đừng có khóa nhóm lại, mà hãy để cho tự do. Mà các bạn sử dụng một cách này để mà tắt hết các thông báo của Zalo thì các bạn sẽ rất là yên tâm. Còn các bạn muốn coi lại nhóm tin nhắn như thế nào thì các bạn coi lại. Các bạn coi lại bằng cách vô bất kỳ cái nhóm nào cũng được. Các bạn thấy nè. Đó, nó không có màu xám, là có nghĩa là có tin nhắn người ta gửi nè các bạn. Đâu, nó đen đen cái này là có nè. Là có người ta gửi nhóm, còn xám xám là không ai gửi hết. Như vậy thôi các bạn. Rồi, nếu có gì thắc mắc các bạn có thể bình luận dưới video. Còn ai chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì xin vui lòng bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để có những thông tin cần thiết mình sẽ up bên kênh YouTube để các bạn theo dõi nha. Rồi, chúc các bạn có được nhiều nhóm rải link cũng như là thực hiện cái cách này là thật sự thành công. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.